Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh youtube dòng đời tv của mình nha Hôm nay là ngày thứ năm 26 tháng 9 Xin kính chúc quý vị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và bình an nha Một ngày làm việc thật nhiều hiệu quả như quý vị Trong các bản tin ngày hôm nay thì liên tục cập nhật những thông tin nóng Bên phía chị Hồng Loa cũng như là bên phía mẹ con của cô cháu gái Nghe đâu là con gọi như con bầu xô bên đó nó đang có cái dấu hiệu nó quay xe quý vậy quay xe buông bét khi mà mở đây nhất nó cũng có một cái phát ngôn khá là chấn động ha nó phát ngôn không biết dựa vào đâu mà nó nói là là bây giờ thì cô cháu gái là không cần đi hát vẫn sống rất là khỏe ở tiền chúng tôi không có thiếu thích thì mở lay show cho vui nhà vui cửa khán giả là cái thái gì hả à, không biết là đây là một cái cú tác thẳng mặt của bên phía cái, cái cái cô mà cái cô bầu xô này không biết là là tại sao cô ta lại có một cái động thái như này đó nghe nói đâu là cũng buông bét quý vị bên này thực sự là đang bung bét trong nội bộ nó đang có rất nhiều vấn đề nghe đâu đó là cái lai show của thằng cái thằng con nuôi thì cũng cũng không cho cái cái cô bầu xô này để bán vé luôn đó bây giờ nói chung là mạnh ai đấy sống đó mọi người coi như bây giờ thân đó, thân ai đấy lo đó thì nói chung là cái con hà mã này với lại cái thằng hài thằng tím hề nó đang đi ra miền bắc nó đang ra để quy góp đó mọi người ngay đâu đó nó đi chung với cái đám youtube bẩn rồi đó à. nói chung là rất nhiều người ngã ngửa với lại cái phát ngôn khá là sốc của cái cô à, bầu xô này rõ ràng là trong cái thời điểm hiện tại mẹ con của bà xích đang coi như là, là, là khóc lóc là cầu cứu cộng đồng mạng khi mà lâm vào cái cảnh mà gọi như là không nhà không cửa xô chậu thì ế mà buôn bán cũng ấy ẩm, mà không biết tại sao cái con hà mã nó vừa vào đâu mà nó nói là à, cô cháu gái là 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 à, không cần đi hát mà vẫn sống khỏe, tiền chúng tôi vẫn không thiếu. Thì chắc là không biết là chắc là ôn cái tiền của uh, cố nghệ sĩ uh, cái, tiền, cái tiền mà thùng phun điếu với lại cái tiền liên gạch nghĩa tình mà hơn một năm nay rất nhiều khán giả uh, cộng đồng mạng uh, kêu gào mà bà ta hai mẹ con vẫn im hơi lần tiếng không có một cái động thái gì gọi là sao kê hết mọi người uh, đó thì nghe đâu đó là là, là trước đây là bà xích đã mạnh miệng tuyên bố là uh, sau khi mà làm xong cái mộ cho anh nam của mình thì uh, uh, bên gia đình sẽ có một cái bản uh, sao kê chi tiết những cái khoản tiền uh, đám tang cũng như là cái khoản tiền mà quyên góp, quyên góp viên gạch nghĩa tình đó thì trước đây thì cô cháu gái đó là cái cái tiền mà đám ta cái thùng phúng điếu thì là, là phải đưa cho mẹ của 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 cô cháu gái giữ, tại vì mẹ là ở đó, à, còn hồng loan là là đang ở bên nhà chồng nên đôi lúc là là đi qua đi lại nó bất tiện đó cái tiền đó thì uh, mẹ của cô cháu gái là ôm giữ hết để nó lo trả tiền rạp nè tiền bảo vệ nè tiền ăn uống nè rồi tiền uh, ma chay rồi nói chung tùm lum thứ hết đó bà nói là mẹ của uh, mẹ của cô cháu gái là quản hết quý vị đó mà thực sự uh, không biết là bây giờ có số tiền đó là bao nhiêu luôn bây giờ chỉ có nội bộ mẹ con của nó biết thôi bây giờ cả chị hồng loan cũng không biết số tiền đó là bao nhiêu mà mọi người có thể nói là một cái câu chuyện khá là vô lý khi mà đám đám tang của ba ruột của mình mà chị hồng loan giống như là người dân nước lã rồi đó đó lúc đó thì mẹ con nó tỏ vẻ rất là hông hết cái lúc mà đám tang thì mọi người cũng thấy hồng loan giống như một cô bé rất là nhỏ bé à, rất là nhút nhát và cảm thấy rất là buồn vì rõ ràng buồn vì ngày mà ba mình mất mà đâu có còn tâm trạng gì mà nghĩ tới cái chuyện mà hơn thua rồi phải giành quyền làm con nuôi con ruột làm gì Ở lúc đó thật sự hồng loan rất là buồn đau buồn khi mà ba của mình không còn trên thế gian này nữa đó thì không biết là cái câu chuyện mà <laughs> cái tiền sao kê cho đến thời điểm hiện tại là chỉ có mẹ con của nó biết thôi mà nó không phải là không biết là đây là cái lý do mà bên phía con con bầu xô nó nói là con ve nó không cần đi hát nhưng vẫn có tiền nhưng mà cũng rất là nghịch lý quý vị rất là nghịch lý mấy hôm trước thì hai mẹ con cũng cãi nhau tại vì chủ nhà tới tận nhà để đòi tiền mà cô cháu gái khẳng định là thiếu bao nhiêu tiền thì nó sẽ trả đó tuy nhiên là có lúc là nó cũng lên mạng nó than nó khóc là là buồn buồn vì không có tiền trả nói chung là tụi này đóng đủ chiêu trò hết nó than khóc nó than nghèo than khổ than không có chỗ ở nó đang làm đơn để cầu cứu các quan chức năng giúp đỡ mẹ con của nó vì mẹ con của nó là thuộc diện vô gia cư đó thật sự là là À, họ nói mà họ không biết à, nhục nhã hay sao đó. cũng là một đời những là cái nghệ những cái nghệ sĩ lớn là những cái đàn đàn em của ông hoàng hậu quảng hay là những ngôi sao lớn ngôi sao nói ngôi mà cũng không tích góp cho mình một cái số tiền để lúc về già đó bây giờ già hai tóc rồi mà mà không tích góp được một chút xíu nên bây giờ cứ đụng chuyện gì cũng nên ngửa tay xin tiền cộng đồng mạng nó thành có thói quen rồi mọi người hai chị em của bà thì cũng như một nết đó thì thằng bảy thằng bảy được trước nhập viện rồi cũng uh, uh, cập nhật hình ảnh liên tục đó mẹ con của thím bảy là cập nhật liên tục và kêu gọi quyên góp ha bà xích uh, vô bệnh viện thăm rồi cũng uh, nước mắt ngắn nước mắt dài để coi như là cầu cứu qua đồng mạng đó tụi này làm những cái chiêu trò này thực sự là khá là bức xúc thế mà tụi nó cũng lên uh, tiếng nó chửi khán giả quý vị đó uh, khán giả nó nói là cái thái gì đó khán giả là những người mà bỏ tiền bỏ công sức ra mua để ủng hộ để cho tụi nó có được cái thu nhập á thế mà bây giờ nó lên nó lại nó nói như vậy đó quý vị ngay cả má tư cũng lên nhân dặn tụi nó mà khi tổ này tổ nghiệp đã lấy nghề thì đừng có mong lại là hầu quang nha cũng như là sự yêu thương của khán giả ráng mà tu tâm dưỡng tính đi để đi kiếp sau có thể làm người công chúng đó nói như cậu năm cậu năm đã từng dặn dò bãi như thế này đó tiền bạc tài sản nằm xuống thì cũng không mang theo được đâu chỉ mang theo được cái danh dự thôi cô xích à nếu mà cô xích không sai thì mong cô xích ngẩn câu đầu về nhà số 5 để dọn hết đồ ra đó thì nói chung là tới cái điểm hiện tại thì người ta thường người ta à, thường nói là cột chết để ra người ta thì chết thì để tiếng đúng không mọi người đó là một cái câu ngoại cái câu tục ngữ mà cha ông truyền hồi xưa đến giờ ngay cả nghệ sĩ vũ linh cũng vậy đó mọi người thấy không khi mà nghệ sĩ qua đời rồi cái tiếng thơm muôn đời người ta vẫn nhắc mãi đó bây giờ khi ông qua đời rồi con gái của ông thì người ta vẫn rất là yêu mến đó bây giờ hồng loan lên sân khấu hát là chẳng qua người ta yêu mến con gái của nghệ sĩ thôi chứ con hồng loan cũng đâu có phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đâu hồng loan đi diễn đi hát đi giao lưu với khán giả là một cái niềm vui rồi có câu chuyện quan trọng là là là, là hát hay hát dở là năng, năng của mỗi người với lại cũng thật sự là không thể so sánh cái câu chuyện của hồng loan với bên, bên phía con ve được đó là nó nói là cái con dơ nó là cái thái gì mà đi so sánh với với nó à mà đúng là cũng chính xác thôi tại vì hồng loan nó phải là ca sĩ chuyên nghiệp nó còn nó được nói chung là nó cũng được dẫn cầu năm dẫn dắt nó đi hát biết bao nhiêu năm trong nghề rồi thì nó cũng là gọi là ca sĩ nhưng mà nó cũng đi hát nhép như thường thôi ca sĩ mà đi hát nhép như thường còn không biết nhục nhã mà còn đi so sánh nó sao hồng loan là đi hát nhép đó mà ngay cái thằng con phong phúc cái thằng con nuôi nó cũng hát nhép thôi đó, nghệ sĩ hát nhép là cái chuyện hết sức bình thường mọi người đó nên uh, tụi nó cũng uh, bày cái mưa của chuyện mà chị Hồng Loan hát nhét trở nó lên nó công kích và mấy hôm nay thì uh, nội bộ của nó đang thực sự cũng uh, khá là một bét khi bên phía bà bị xào bây giờ coi như là cũng toàn cả đám đó mọi người bà bị xào mấy hôm nay nó lên thực sự là có những cái phát ngôn cũng gây chia rẽ bên phía chị nay và chị uh, Hồng Loan nha <laughs> nhưng đó là những cái câu chuyện mà không thể bao giờ mà ngăn cản bước hai chị em được mọi người một cái thông tin tiếp theo mà khá là nóng mà được nhiều khán giả cũng đang quan tâm quý vị đó là có câu chuyện của anh tư quý vị ơi câu chuyện của anh tư thì có thể nói là từ lúc mà chị nay gặp nạn tại malaysia thì xuất hiện rất nhiều những cái đồn đoán về anh tư ở tại sao anh tư lại không có một cái hình ảnh không có một cái dòng status nào để chia sẻ để mà coi như là là để động viên để gọi như là động viên và 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 hỏi thăm chị ni mà anh ta xóa tất cả những hình ảnh đó đây là những cái ý kiến của khán giả người ta chia sẻ chứ không phải là mấy anh em tụi mình là gọi như là là ở gây chia rẽ cho mọi người có nhiều khán giả cũng lên nhắn nhắn nhủ với vợ chồng đôi tí bích tranh là vợ chồng tí trâm hãy cẩn thận với ông chủ tiệm phun môi nhé hãy nhìn anh ấy đã làm những gì với ni hãy cứ để ý hành động của anh ta rồi sẽ nhận ra bộ mặt thật của anh ta và anh linh tý cũng đã có một cái phản hồi rất là nhanh như thế này à, không có gì đâu chị ơi cảm ơn chị đã dặn dò cho tụi em đề phòng nhưng mỗi người mỗi tính mà à, và cũng không có gì quá đáng đâu chị ơi đó à, thay vì à, cái phát ngôn của cái chị khán giả này thì anh linh tý nếu mà thực sự mà anh tư không có chuyện gì cả thì anh linh tý sẽ lên bảo vệ à, à đó là những cái thông tin mà bên phía lũ kềnh cờ nó dẫn dắt nó chia rẽ nội bộ thôi chứ còn à, mấy anh em tụi em thì vẫn đang rất là yêu thương bảo bọc nhau à, chứ không phải là 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 giống như những cái lời tụi kia nói đâu nhưng mà anh linh tý nhắc nhở là, là cảm ơn chị đã dặn dò cho để tụi em địa phòng mỗi người thì mỗi tính nha và không có gì là quá đáng đâu đó là mọi người nghe cái cái cái, cái lời nói của ninh tý là chúng ta tự hiểu rồi ha đó thì nói chung là cái thời điểm cuối của cái drama này cũng có rất là nhiều người quay xe như một cái đám youtube bẩn bên phía bên kia bây giờ nó cũng vì cái đồng tiền của con la gọi như nó đi chửi mướn đấy còn cái câu chuyện của anh tư thì đó là những cái thông tin đồn đoán thôi à, chúng ta cũng chờ những người trong cuộc lên tiếng trước đó thì mọi người cũng đã thấy những uh, cái phát ngôn của anh thành mỹ thành mỹ cũng như là chị ni với những cái chữ rất là ngắn luôn cạn rồi bu này kia đó thì nghe đâu đó là bên nội bộ đang uh, có những cái uh, lùm xùm đó lùm xùm và có thời điểm hiện tại là cái thời điểm thực sự rất quan trọng và rất là nhạy cảm luôn uh, chúng ta cũng phải hết sức đề phòng và đừng nghe những cái lũ kênh kênh nó lên tiếp tục nó gây chia rẽ đây là một trong những cái manh mối mà nó tiếp tục nó 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 khoét sâu và để gây chia rẽ đó mọi người và thực sự mấy hôm nay thì mình quay trước nhà hồng loan cũng thấy rất là ít khi thấy xuất hiện anh tư luôn đó thì không biết là là hiện tại là cái cái cái, cái mâu thuẫn nội bộ của hai người đã được giải quyết chưa? thì chúng ta cứ tới chờ tới ngày 27 tháng 9 nha. thì bữa nay là ngày 26 rồi, thì còn ngày mai đó thì có chương trình ca nhạc. Gây quỹ từ thiền ủng hộ bà con miền Bắc tại xã Trống Đồng. Thì có anh Quy Sang và anh Quy Lê đó tổ chức cùng với Hồng Loan. Để chúng ta chờ xem thử là chị Hồng chị Nay có xuất hiện hay không nha. Trước đó thì nó cũng đã tổ chức một cái show ca nhạc tại quán cà phê của anh Quy Lê thì chị Nay đã về rồi. Nhưng mà chị Nay không xuất hiện quý vị. Đó. À và cái bản tin buổi sáng hôm nay của Dòng Đài TV đến đây sẽ được tạm dừng nha. có những cái thông tin gì mới về chị Nay và chị Hồng Loan thì mình sẽ lên video lập tức. Quý vị và cô bác có bất cứ thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi và chúng ta chia sẻ những cái thông tin mới để cập nhật trong cái câu chuyện của chị ông loan nha xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video clip tiếp theo